Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của bạn Thiện ở chợ Lách Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng may giống, may ghép và may chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn nha. Đây cả nhà ơi, cái lô bình lợi này cả nhà. Cái đế rắn này hay, rồi đế bí. Quá tí cái đẹp luôn cả nhà. Wow, cái rắn này cả nhà. Đó, năm tới là nào con rắn hàng này là mình chơi Tết thì mình sẽ bông được ha cả nhà. Với lại cả nhà mình về mình lấy rất là nhiều bo luôn nè cả nhà. Cái lô này thì bo tha hồ cho cả nhà mình về mình cắt mình ghép luôn. Rồi Tết mình chơi bông. Đây cả nhà. Nó cao khoảng chừng 6-70 cm luôn cả nhà ơi. Đế cũng rất là đẹp ha. Hôm nay cũng có nhiều giống mai với lại nhiều mức giá nữa cả nhà. Rất mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn giúp em nhé. Anh chào Thiện nha. Rồi em chào anh Trọng nha, anh chào khán giả đang xem kênh của anh Trọng nha. Hôm nay trở lại kênh của anh Trọng mà xin mọi người ủng hộ mình giới thiệu một số mặt hàng như mai giống mai Tết ha. Dạ. Có các mã số không? Mọi người xem clip ủng hộ giùm. Dạ. Số điện thoại liên hệ của vườn em là 0386 726 744. Đầu clip mình xin giới thiệu là cây tứ quý hàng cắt rễ À, chuột mai con tứ quý cắt rễ ha. chuột Chiều cả nhà. cao được có khoảng 15. Chiều cao khoảng chừng 15. Ừ, cái gốc này nó nhỏ nhỏ nha, cái nhà nó không có bự Mà nha. mập nha. À. Nhỏ nhưng cây hơn mập nè. Rồi. Cây này hàng cắt rễ chuột em sổ cho mọi người xem luôn Ừ. À, cái này cả nhà mình về mình làm mai đế nơm hay là mai sắp rễ vẫn được hết cả nhà. Cái nhà mình đề mình trồng tự nhiên thì làm mai đế nơm, còn mấy cái nhà mình cứ banh banh, mình cứ sắp sắp mình cứ banh banh nó ra cả nhà. Hàng cắt rễ chuột. À, cắt rễ chuột. Mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây em? Dạ, cái này giao lưu là giá 5.000 một cây. 5.000 một cây. 50 cây gửi hàng bao ship luôn. Rồi, 50 cây gửi hàng bao ship. Đây cả nhà ơi, cái này là mai tứ quý cắt rễ chuột nha. Cái nhà mình về mình cứ để tự nhiên mình trồng, mai mốt mình có cái đế nơm, còn mấy cái nhà mình cứ banh banh mình banh ra cái nhà. Anh em sẽ làm lên cái chậu này ha, cho nó ăn hết cái chậu này xong cái em sẽ lên thêm một cái chậu ống 20 25 nữa ha. À. Là nó sẽ nơm xuống luôn. Ừ. Tại vì này nó cứ ăn xuống không hả em ha. Ừ. Rồi mình cứ trồng cái chậu gì lên này cả nhà. Mình trồng càng cao thì nó rễ nó càng dài hết nha thiệt. Nó bó nó gọn ở trong đó ha. Ừ. Nó nơm xuống nó tự nhiên chứ không có được không có sắp đế dạng. Rồi, tự nhiên nó không có khuôn mẫu á. Nó không có bị rập hết cả nhà. Còn cái nhà mình về mình sắp thì nó hơi rập khuôn, nói chung là cái kiểu đó thì nhiều người làm, còn này mình cứ để tự nhiên thôi. Cái này 5.000 một cây. Rồi 50 cây gửi hàng bao ship luôn hả em ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Mình còn nhiều không thiệt? Dạ, cũng còn á. Ừ, đây cả nhà ơi, cái này là mai tứ quý nha, đây cái lá của nó nè cả nhà. Tiếp theo là em xin giao lưu với lô này là giá 30 ngàn cây ha. 30 có ngàn nhiều một cây. Giống lắm nha. À. Có cúc hoa hồng nè. Cúc hoa hồng thanh tú nè cả nhà. Ừ, cái lô gốc nhất. Dảo siêu nụ. Dảo siêu nụ. Cái gốc này có chừng cây bút bi đi, cái nhà nhỏ nhất cây bút bi nha. Dảo siêu nụ. Dảo siêu nụ. Ừ. Rồi, siêu bông xì gòn. Cái đế đẹp không nha cả nhà ơi, đế có cũng, quấn, nói chung là quấn đủ kiểu hết nha thầy. Dạ, nói chung cũng tùy giống tùy đế, mỗi loại giống nó đế nó nói chung đây lộn xộn hết. À, siêu bông Sài Gòn. Rồi gì nữa em, còn giống nào không? Siêu nụ nè. Cái này ủa, là cái giả này tự giả sắn. Sắn. Ừ, cái này là giả tự sắn nè cả nhà. Này nó. À, nhỏ nhất là cái chừng cái bút bi cho tới ngón tay út nha cả nhà. Rồi giả tự sắn, nãy giờ mình được là hoa hồng nè cả nhà, rồi siêu nụ nè, rồi giở tự sáng siêu bông Sài Gòn bốn giống. Rồi cái này Sài Gòn này nó cũng đa dạng đế hết nè. Được mấy giống em? Cũng nhiều lắm. Rồi bốn giống rồi đó. Dạ. Có phở hương nữa nè. Phở hương lá xanh nè cả nhà. Năm giống ha. Rồi đồng giá là 30.000 một cây luôn hết em. Rồi giở thủ đất. Sáu giống. Rồi cái này là có từ lớn tới nhỏ lộn xộn hết, em sẽ gửi lộn xộn hết á. À. Đó, rồi giở xoắn nè. Giở xoắn. Ừ. Sáu giống rồi cả nhà. Giở xoắn nữa nè. Có lớn có nhỏ luôn hả em? Dạ. À. Như cái thủ đức với lại thọ hương này là chơi bông được nè cả nhà, hàng mai đôn nha. 30 ngàn một cây à. Dạ. Chỉ có Sài Gòn với siêu nụ là nhỏ, còn lại là hàng đôn hết á. À. Mai xoắn là nhỏ, cả số là còn lại là hàng đôn. Ủa, như cái nhà chơi Tết được nữa cả nhà, 30 ngàn cây thôi. Cái này là cúc hoa hồng. Hoa hồng nữa cả nhà. Vậy cũng 6 7 5 6 giống vậy anh Thiện ha. Dạ. Ừ, còn giống nào nữa không em? Có sót nào giống nào không? Có vài cây 30 ngàn cây thôi nha cái nhà. Tây thi. À cúc tây thi nữa. Dạ. Ừ. Đây cúc tây thi. Nằm đâu rồi? Đó, đúng rồi, cúc tây thi. Đây. Em ghi vô miệng chậu. Những cái giống mai thì nhà vườn gửi cái nhà vườn sẽ ghi cái tên mai ở miệng chậu nha cái nhà. Ở ngay chỗ cái cạnh bên hông chậu nè. Phú Tân. Là 7 8 giống luôn. Nằm để bên đây, anh cứ quay bên đây anh xem để. Dở Phú Tân đó em. Dạ. Ừ. Rồi đây cả nhà dở Phú Tân nè. Rồi 30 ngàn một cây luôn. Một hồi nữa thì nhà vườn sẽ lên những cái mã số cây lớn hơn nữa nha cả nhà, bình lợi rồi nhĩ ngọc toàn và Sài Gòn lớn cũng có nha, siêu nụ lớn cũng có nha. Con cây Phú cây Tân. Này con cây duy nhất nha. À. Cây không thứ hai không có đâu. Dạ 30.000. Ừ. Cây này là cây hoa hồng ở Hoàng Quyết Long. Hoàng Quyết Long. Cúc không nhị cả nhà. Rồi 30.000 một cây thôi. Dạ. Ừ. Cúc phở hương nè, hàng đôn nè, cốt ghép ở đây nha. Rồi. Liền cốt hết. Cây nào cũng có đế hết trơn nha cả nhà. Cũng lộn xộn hết, có cây. Ừ. Có cây lòi, có cây chưa. Ừ, có cây nó nằm ở dưới, có cây nó lòi lên. Rồi 30 ngàn một cây thôi. Cúc hoa hồng.
Tổng cộng cái lô này em còn nhiều không Thiện ơi? Dạ, cũng tầm khoảng 100 cây đổ lại. 100 cây đổ lại. Dạ, rồi. Có 30.000 cây thôi. Rồi. Tiếp tục là cây siêu bông bình lợi, hàng lấy bo ha. Rồi. Giá 40.000 một cây. 40.000 một cây siêu bông bình lợi cả nhà. Hàng này thì ưu tiên mình lấy bo. Tết thì nó cũng có bông, nói chung là mình có thể mình chơi già bông được hả em ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Góc bên đây có chừng ngón tay út của em. Dạ, khoảng 5 ngón tay. À, cây cũng lớn. Vậy anh lấy 4 5 ngón tay gì hả Thiện ha. Ừ, chiều cao bên đây em lấy có chừng 30 cm. 25 30. Có cây em sửa nên nó nhặt lại ha. Nó... À. Đây cả nhà ơi. À, vậy mình giao lưu giá là 40.000 một cây ha em. 40.000 một cây. Đây cả nhà, siêu bông bình lợi nha, có những cây nó cao hơn cũng có, còn có những cây thấp thì cái tàn nó sẽ tròn hơn hết cả nhà, nó đi chèo nhiều nè. Còn nói chung là những cái cây này thì cả nhà mình về mình cứ bấm ngang đi cả nhà cho nó đi chèo ra. Tết mình chơi bông ha. Rồi 40.000. 40.000 một cây nha, siêu bông bình lợi cả nhà. Tiếp theo em xin giới thiệu là lô cúc phận hương lá cẩm thạch. Có xử lý đế ha. Cái lô bên đây thông số mình lấy làm sao đi Thiện ơi? Dạ, nó hoành thân chắc khoảng từ 4 ngón tay ra. À 4 ngón tay, 4 ngón tay cái ra ha. Dạ. Còn cái chiều cao em? Dạ, chiều cao chắc cũng có cây cao, cây này chắc cũng khoảng 30-35. Có cây thì cũng hơi thấp hơn xíu. Rồi, có chừng vậy, có chừng gan đi ha em. Dạ. Có chừng 20cm đi cả nhà. Cái này em giao lưu bao nhiêu một cây Thiện ơi? Cây này xin giao lưu giá là 40.000 cây. 40.000 một cây, để có quấn đế hết nha cả nhà. Đây, hàng mình gắn gốc nhớt nè hen. Bên em còn nhiều không Thiện? Dạ, cũng còn được vài chục cây thôi. Còn vài chục cây. Cái này là cúc thọ hương lá cẩm thạch đó cả nhà. Vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn. Mình vừa chơi lá mình vừa chơi bông luôn. Tất cả đều có đế hết nha cả nhà ơi. Rồi, 40.000 một cây nha. Đó, cúc thọ hương. Cả nhà mình cứ ghép đơn lại với nhau ha cả nhà. Dạ, rồi đơn này là hơn 200.000 em bao ship. 200. Đơn trên 200 em bao ship. Đơn từ 200.000 mình bao ship hả em? Dạ. Rồi, còn bao nhiêu tiền mình gửi hàng được Thiện? Dạ, 100.000 đi. 100.000 mình gửi hàng. Rồi, phụ thêm tiền ship khoảng chừng bao nhiêu tiền em? Dạ, tầm khoảng 30-35 gì đó, tùy theo cây. Ok, có gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp em nha. Cái nhà số điện thoại nhà vườn góc bên trái màn hình bên đây, số điện thoại có Zalo nha. Rồi, tiếp theo là show giỏ tuổi xoắn ha. Giỏ tuổi xoắn nha. Rồi, mình có mấy kiểu đế em Thiện? Dạ, có rắn nè. Có rắn nè cả nhà. Bí, bính. Bí, bính. Rồi, cho anh coi mỗi loại cây đi. Đây là hình con rắn này nè. Tết năm tới là Tết năm Tỵ á, cái nhà là làm con rắn nè, cái nhà mình trưng cái này đẹp mà cả nhà. Hình con rắn nè ha, rồi hình bính nè, cái nhà mình thắt bính hai bên nè. Đó, còn cái gốc bên đây cũng cả chừng ngón tay út của anh đi hắn Thiện. Dạ. Ngón tay út của anh. Còn cái chiều cao bên đây mình lấy cái chừng chắc cũng 30 hắn Thiện. Có 30. Từ 30 đến 40 có cây này hay cao nè. Rồi có cây thì tàn lùng. Giỏ tự xoắn nha cả nhà. Giỏ tự xoắn. Cái này là nó tự dựng lên luôn ha Thiện, nó cứng dạ, hả anh Thiện? Dạ đúng, mà hàng này cứng cáp ha. Cứng nha cả nhà. Cứng. Nó cứng nó mới được vậy nè cả nhà. Chứ không mấy là nó rủ xuống hồi nha. Cái lô này em ghép được bao lâu rồi Thiện? Dạ cái này một mùa rồi. Một mùa rồi ha, vậy là Tết mình chơi bông ngon lành em phải không? Dạ. Mình giao lưu giá là bao nhiêu cây em? Dạ cái này giao lưu giá là 100.000 một cây. 100.000 một cây. Mai này là mai chơi Tết nha cả nhà. Dạ. Mọi người có thể gộp đơn ha, là lấy cái này không cũng được. Thì tức là một cây như vậy là mình gửi hàng được phải không em? Dạ. Còn hai cây như vậy thì nhà vườn bao ship nha cả nhà. Dạ. Đế là, nói chung là cây nào cũng có quấn đế đẹp hết trơn. Cái lô này là đế rắn nè cả nhà. Rồi đế bệ với lại đế bính hả em? Dạ. Đây cả nhà, đế bệ nè. Đó. Góc này thì cả nhà mình về mình có thể mình chơi Tết được nha. Hình con rắn, con rắn em còn nhiều không Thiện? Dạ cũng được mỗi loại vài cây thôi, số lượng cũng mỗi loại cũng không có nhiều phải không? Dạ. Rồi. Đây cả nhà, giỏ tự xoắn nha cả nhà. Hàng chơi Tết nè. Hai cây nè đang ra từ xóa từ sinh tươi. Wow, giỏ tự xoắn mà nó dựng lên luôn cả nhà, nó xoắn cũng đặt kẹo này nha cả nhà. Đây, để em quay cái đường xoắn của nó cho cả nhà mình xem, nó xoắn cũng đặt kẹo cho nha. Xoắn là phải xoắn khít gì nè cả nhà. 100.000 một cây nha. Đế rắn cũng có, đế bí cũng có, với lại đế bệ cũng có, đế bính cũng có nha cả nhà. Bính bí bệ. Bính bí bệ. Đây, rồi hình con rắn nè cả nhà. Wow. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Tiếp theo là anh xin giao lưu hàng siêu bông bình lợi, hàng già mùa nha. Anh thấy cái cốt không gần liền cốt luôn này. Hơi khiếm có nha. Cái cốt này cả nhà, cái cốt này có bự hơn cái bút bi cả nhà ơi. Còn cái gốc này có chừng chắc ngón tay trỏ của anh trở lên đi hắn Thiện. Dạ. Gốc này lớn nè. Gốc này lớn cả nhà ơi. Bầu này là bầu C6. Bầu này là bầu C6 cứng bầu nha cả nhà. Này giờ mọi người thay qua chậu ống cao đẹp ha. Thiện ơi, cái này đất, hàng này hàng tầng đất ok luôn nè. Thiện, cái này cái này mình lấy bo nhiều hơn Thiện ha. Dạ, ba bo luôn á. Quá tí. Như cái này là mình lấy khá bo luôn á cả nhà. Rồi. Tùm luôn. Cái này cả nhà mình về mình cứ bấm ngang cả nhà cho nó đi chèo, còn cái khoảng ở trên đó thì cả nhà có thể mình ghép, còn mấy thì cả nhà mình không ghép, còn mình nuôi cái cây mình chơi bông.
Mình Zalo giá bao nhiêu một cây em? Dạ, cây này em xin Zalo là giá 200 ngàn một cây. 200 một cây là giá bao ship? Bao ship luôn, một cây luôn, một cây gửi hàng bao ship luôn. Đầy rắn. Cái lô bên đây mình có rắn nè, hồi nãy là cái đó là cái gì em? Bí hả? Bí. Bí rắn. Bệ. Wow. Cái lô này hàng tiễn nhanh, nói chung là toàn bộ đế là nó đều hết. Với lại cái chột nó mập nữa hay ha. Chột có chừng cái bút bi nha cả nhà, cái chột ghép có chừng cái bút bi, cái chột chỗ này nè cả nhà. Lấy rất là nhiều bo luôn nè. Vừa chơi hoa vừa chơi Tết luôn, hàng này chơi Tết được nha, bao có nụ Tết luôn á. Bo này là bo lấy liền được luôn nè cả nhà. Rồi, mình cho lưu giá là 200 ngàn một cây như vậy bao ship. Mỗi cây nhà mình lấy khoảng chừng bao nhiêu bo thiệt? Thì theo cái lô này khoảng lấy khoảng chừng 50 bo được á. Tùy theo ha. Mình lấy xác luôn khoảng 50 bo, còn mình lấy hao hao trên thì tầm khoảng 30. Wow. Ghê thiệt á. Cả nhà mình lấy một cây này về là mình ghép vô mấy cái phôi ở nhà là dư sức luôn ha cả nhà. Dài mình phôi bự bự là dư sức. Mình thật mình sửa dáng các dáng mình muốn ha. Mình sẽ vô dây, nói chung là vô dây như vậy là gửi. Nói chung là vô dây dựng đoạn vậy là được ha em. Dạ. Vậy thì em gửi. Wow, có những cái cây có cành nhánh nè cả nhà. Cả nhà mình đừng có lo, còn có chừng 6 tháng nữa mới tới Tết lận. Cả nhà mình về mình cứ bấm đi cho nó đi mấy cái chèo nè cả nhà. Đó, đi cái chèo ra. Rồi mình Tết mình chơi bông ha. Rồi, 200 ngàn một cây bên em còn nhiều không thiệt? Cũng tầm được vài chục cây thôi. Còn ít. 5-60 cây vậy thôi. Mấy cây này chơi bông Tết ok nè cả nhà. Cả nhà mình về mình kéo thôi, nó đều tàn luôn rồi đó. Còn mấy cây này thì cả nhà mình chịu khó mình bấm, mình chờ thêm thời gian nữa ha. Wow. Đế đẹp không nha, bao đế luôn. Chỗ này là chỗ C6 nha cả nhà. Đây, C6 ha, 200 ngàn một cây nha. Nó cao, như gốc này nó cao chắc cũng khoảng 70. 80. Hàng này từ 60 ăn lên, em bao từ 60 ăn lên chiều cao, nếu thẳng lên là khoảng 60 ăn lên. Quá chừng cái cây luôn cả nhà. Bo nhiều lắm, bo luôn á. Hình con rắn, ồ con rắn này con rắn dài dữ luôn cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thụ 6, 7 dòng luôn, 6, 7 co luôn. Đây, mấy con rắn này mập lù luôn nè cả nhà. Ghê không? Nhà vườn mình cũng có rắn nè, có bệ nè cả nhà. Rồi có bí nữa nè nha. Có bính cũng có nữa ha. Đây, rồi. Cây là đáng cây được thiệt ha. Mình chỉ có 200 ngàn cây thôi. 200 bao ship nha cả nhà. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Bắt đầu hàng mã số, em xin cho thu một cây trà Phúc Kiến ha. Hàng quái. Trà Phúc Kiến. Dạ. Là cây bùm sụm ha em ha. Dạ, còn gọi là bùm sụm á. Miền Tây mình gọi bùm sụm. Rồi, trà Phúc Kiến. Hôm nay mình có xen vô cái cây này là cây đầu tiên ha em. Có một cây mã số 0 ha. Rồi. Cây hàng cây kiển xanh ha cả nhà, kiển lá ha. Rồi cho anh xin thông số cây này đi Thiện ơi. Rồi, chiều cao từ mặt chậu đi lên là 35. Chiều cao là 35. Cái hoành của cái hoành, chỗ nào cái hoành của cái nồi đế nha. Là nó được 50. 50 cái bùm sụm cái nha. Rồi cái trà Phúc Kiến. Cái gốc này mình giao lưu giá là bao nhiêu em? Dạ, cái này giao lưu giá 400 ngàn bao ship. 400 ngàn bao ship, nhà vườn cũng đã vô dây chỉnh sơ sơ rồi hả cả nhà. Trà Phúc Kiến, cái hàng này là mình chơi như vậy chứ đâu có bông em, có bông không? Có bông, có trái luôn anh. Có bông, có trái luôn không? Dạ. Người trên ta nhìn cho ta biết à. Rồi. Dạ. Rồi cả nhà biết cây này thì cả nhà ủng hộ nhà vườn ha. Cây này 400 bao ship nha cả nhà. Dạ. Hàng này mình bó bầu hả em? Dạ. Mình bó bầu, mã này là mã số. Mã số 0. Tiếp theo xin giao lưu là mã số 1, một cây bình lợi. Hàng một cây bình lợi. Em sửa dán bay ha. Để rắn đàng hoàng nha. Đây, để con rắn luôn nha cả nhà. Mọi người cái lô nãy mọi người có thể về sửa giống vậy nè. Mình là thay luôn chậu đẹp ha. Em để em thay này đang chậu nuôi. Rồi. Đó là mọi người về thay qua chậu đẹp ha. Mình vô chỗ ống nó đẹp hơn ha. Dạ đúng rồi. Em trước em cũng có lên chậu ống cho mọi người coi nữa. Tại em đang lên hàng C nè. Rồi, nhiều quá cho nên mình không có lên hết được ha cả nhà. Dạ. Vận chuyển đi nó hơi khó mức vận chuyển ha. Đúng rồi. Rồi, góc này cho anh xin thông số cây này đi em. Mã số 1 nha cả nhà, một rồi, cây cái bình lợi. Cao bay của nó là được 9 là được 60 ha. 60. Từ bên đây qua tới bên kia hết ha. Rồi. Cao từ cái mặt C lên là của nó là được 40. Từ cái mặt chậu lên là 40, còn cái góc này để anh đính tay vô nha. Đó. Góc này khoảng có chừng tay cái ha, giữa em tay cái xíu ha. Có chừng ngón tay bự hơn ngón tay trỏ của em, nhỏ hơn ngón tay cái của em một xíu ha cả nhà. Cái này có chừng cái đầu nhỏ cái bút lông á cả nhà. Góc này mình vô luôn nhiêu em? Dạ, cái này giao lưu giá là 300 ha. 300, còn cái chột nè cả nhà. Cái chột này có chừng cái đầu em cái đầu ngón tay út của em nha, nó bự hơn cái bút bi á cả nhà. Liền cốt hả rồi. Rồi góc này là 300.000 bao ship. Dạ. Không thiệt. Số 1. Dạ. Rồi góc này là kiểu như là cũng chơi Tết rất là ok rồi hả cả nhà. Dạ, hàng này sửa là chỉ bấm giờ nó ra tược là mình bấm cho nó nhặt lại là mình chơi Tết thôi. Cứ ra là cả nhà cứ bấm nha cả nhà, cứ ra tược là cả nhà cứ bấm để cho nó nhặt. Đó, góc này là mã số 1 nha. Tiếp theo là mã số 2 ha, hàng cũng siêu bông bình lợi, hàng cây này đế bính nha.
À, đế bính đây cả nhà ơi, để em quay ra cái góc cho cả nhà mình xem. Cái này là đế bính nha cả nhà. Rồi còn cái góc này nó cũng cỡ cỡ của cái trỏ của em á. Ủa bể luôn hả? Dạ, ba bên hả? Ba bên. À, bể luôn. Rồi cho anh xin thông số cây này đi em. Cây này thì cái chiều bay thì nó ngắn hơn bên kia một chút xíu. Tại vì mình uống mình lắc á cả nhà. 45 nè, thân này thân lắc. Mình uống mình lắc. Đây. Chứ mà duỗi thẳng ra thì nó dài lắm nha. Dạ. Rồi. Rồi cái này giao lưu giá là 250 ha, siêu bằng bình lợi. Cao khoảng chừng bao nhiêu được em? Cái này chiều cao chắc nó gang tay ha. Đường hẳn 20 ha. Ừ. Rồi góc này là 250 nha cả nhà. Em đa số làm giữa sữa hắn bay, hắn hát đổ ha. À. Mình uống là mình uống lắc cái thân nữa nha cả nhà, chứ không phải là mình vô dây mình cứ bẻ đơn giản thôi, mình uống lắc thấy ghê. Góc này là mình uống cái cành lắc nè ha. Rồi góc này là 250 bao ship nha, mã số 2 cả nhà. Tiếp tục là một cây siêu bông bình lợi. Rồi. Đế bí. Rồi. Rồi, ba dạng đế, ba cây là ba dạng đế đỡ cả nhà. Cái này là mã số 3 nha, đế bí. Rồi để anh gọi cái góc cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà ơi. Cái góc này là góc đa số xem nhau hết rồi. Ừ. Cái lô này thì thời gian ghép cũng cỡ cỡ nhau phải không em? Dạ. Rồi, cho anh xin thông số cây này luôn. Rồi, chiều cao của nó là được 35. Chiều cao là 35. Thằng bay từ trên cao xuống là được 42. À. Rồi góc này mình giao lưu giá là? Dạ 250. 250 cho mã số 3 nha cả nhà. Dạ. Cây này là 250. Cái này là siêu bông bình lợi đế bí nha. Đó, mình vô cái chậu cao cao như này cả nhà mình về mình vô cái chậu ống cho nó đẹp ha. Tiếp theo là siêu bông bình lợi hàng đế rắn ha, lên ha. Cây này em lên chậu kéo cho mọi người luôn nha. À. Cái ship là luôn chậu ha. À, ship luôn cái chậu này luôn ha em. À. Chậu này là chậu men nè cả nhà. Chậu này là chậu men nha. Ừ. Rồi góc này cho anh xin thông số cây này đi. Cái này rồi là con rắn nha cả nhà. Chiều cao của nó là được 40. Chiều cao khoảng 40 nè. Bài của nó được 45. Ừ. Đây cả nhà ơi, để em quay cái con rắn này cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà. Con rắn nè ha, còn cái quanh này cỡ chừng cái đầu nhỏ cái bút lông đi cả nhà. À, cái chột ghép nó chung chột ghép mập lắm nha, chột ghép cứng cái chột ghép. Góc này là 350 ha em ha. Dạ, bao ship luôn chậu luôn. Góc này là 350 bao ship toàn quốc nha cả nhà nhận hàng kiểm tra hàng gửi luôn cái chậu này luôn nha. Đó, đặc biệt là mã số này thì cả nhà được luôn cái chậu này nè. Đây cái chậu này là chậu nhựa, chậu men nha cả nhà chứ không phải chậu nhựa nha. Góc này là mã số 4 nha. Rồi, tiếp tục là mã số 5 ha, cũng vẫn là siêu bông bình lại. Rồi, bay ha. Ừ. Rồi, cái này chiều bay của nó là được 45. Cũng là cái dáng giống nhau nhưng mà mỗi cây mỗi vẻ hết cả nhà. Mỗi cái chiều lắc nó khác hết. Ừ. Rồi hoành của chiều cao nó 25 ha. Rồi, mỗi cây vẻ khác nhau hết, không có bị gặp khuôn ha. Rồi, cái này là hình gì vậy? Hình bính hả? À, cây này là bính. Ờ, này bính rồi cả nhà. Rồi, góc này là mã số 5 nha. Ừ. Thì cái hoành góc cũng có chừng. Góc này thì có chừng ngón tay út của em nha cả nhà. Góc này nhỏ hơn mấy góc kia xíu, có chừng ngón tay út của em. Đó. À, góc này mình vô lưu giá là nhiêu em? Dạ 250. 250 bao ship nha cả nhà. Mã này là mã số 5 nha. Đây là cái lô siêu bông bình lợi nha cả nhà. Rồi, mã số 6 là cây siêu bông bình lợi hàng đế rắn tiếp tục ha. Rồi. Cây này mình gửi luôn cái chậu men này luôn nha cả nhà. Dạ, đúng rồi. Ừ, cho anh xin thông số cây này đi Thiện ơi. Hôm nay mình giao lưu bao nhiêu mã nha em? Dạ khoảng 30 mã. À. Khoảng là chiều dài của nó là 40. Rồi. Chiều bay của 40, chiều cao này khoảng chừng nhiêu? Cao nó tầm khoảng 20. 20 một gang tay đi cả nhà. Cây này là hình con rắn nè. Rồi để em soi cái con rắn này cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà ơi, đó, hình con rắn nè ha. Góc này thì có chừng ngón tay trỏ của em, bự hơn tay trỏ của em cả nhà. Cái này là mã số 6 nha, 350 bao ship cả nhà ơi. Đây, để em quay một vòng cả nhà mình xem. Hàng đã vô dây chỉnh sửa rồi ha, cả nhà cứ như việc mình nuôi, mình chăm đây. Cứ canh bấm đọt là được hàng Thiện ha. Dạ đúng rồi. Với lại xịt chơi tết thoải mái. Xịt sâu bỏ trĩ thì hàng tuần vậy cả nhà. Một cây thì mình xịt cũng có nhiều tiền thuốc đâu cả nhà ha. Đây cả nhà mình tham khảo nha. Mã số 7 tiếp tục là cây bình lợi đế rắn ha. Bình lợi đế con rắn nữa nè cả nhà, đế hình con rắn ha. Hàng này là hàng ưu tiên mình chơi tết năm tỵ là năm tới nha cả nhà. Rồi cho anh xin thông số cây này luôn. Cây này cái góc mặt rồi, chiều dài của nó là được bó, chiều bay của nó được 45. Chiều bay là 45. Rồi, chiều cao, cao của nó là được 23. 23. Rồi. Rồi góc hình con rắn nữa. Góc này có chừng ngón tay cái của em cả nhà ơi. Rồi để em quay gần gần lại một xíu ha. Đây cả nhà. Góc này có chừng ngón tay cái của em ha. Đó. Còn con rắn nữa cả nhà. Còn cái chột ghép này ha, chột ghép thì nói chung là cũng bao mập, có chừng cái bút bi nhỏ nhất đi cả nhà. Mình giao lưu với giá là nhiêu em? Dạ 250. Cái này 250 ha. Dạ. Rồi, góc này 250 bao ship nha cả nhà. Gửi luôn số cái chậu. Gửi luôn cái chậu y chang như vậy. Nói chung là quay làm sao thì gửi y chang như vậy hết cả nhà. Tôi là mã số 8, một cây siêu bông bình lợi hàng chậu men ha, đế rắn. Rồi, để hình con rắn chậu men. Con rắn và thon luôn. Ôi. Rồi, để anh quay cái con rắn cả nhà mình xem. Đây cả nhà ơi. Rồi, con rắn ha. Góc này có chừng cũng thay trỏ của em cả nhà. Cho anh xin thông số cây này đi em. Rồi, chiều bay của nó là được 35. Rồi, chiều bay 35 nè. Chiều cao nó được khoảng 15 thôi. Đó, phải mình sửa rất là nhạt ha.
Rồi gốc này là mã số 8 350 em. Dạ đúng rồi. Gốc này là 350. Gửi luôn cái chậu này luôn nha cả nhà. Gửi luôn cái chậu cả nhà mình khỏi đi mua nữa ha. Còn cả nhà mình có chậu ở nhà rồi thì cả nhà tham khảo mấy cái cây cái thùng C hồi nãy cả nhà mình về mình thay lại mình chơi Tết ha. Gốc này là mã số 8 nha cả nhà. 350.000 bao ship, siêu bông bình lợi. Mã số 9 vẫn là siêu bông bình lợi. Hàng số 9. Bính. Ừ. Rồi cho anh xin thông số cây này luôn. Rồi cây này. Là chiều dài chiều bay của nó là được 50 ha. Rồi. Chiều cao nó cũng chiều cao như nhau hết. Ừ, 20 30. Cái này được 30 nè. 30 em. Rồi gốc này có chừng ngón tay em ngón tay cái của em cả nhà. Gốc này em ngón tay cái của em ha. Rồi cái này là đế bính. Thằng thiệt. Dạ. Ừ, đế bính. Gốc này em vô luôn 250. Dạ 250. 250.000 bao ship nha cả nhà. Siêu bông mình lợi nha, nó màu lớn lắm cả nhà. Bông bông nó thì cả nhà cũng biết ha, bông nó có chừng 4 ngón tay của em luôn cả nhà, nó nở chùm chùm luôn nha. Ừ, siêu bông mình lợi nè. Đó, đây cả nhà mình đang cắm một vòng nha, mã số 9 nha. Tiếp theo là mã số 10, một cây đế rắn tiếp tục ha. Rồi. Rồi cho anh xin thông số cây này luôn. Chiều bay bình lợi nữa nha cả nhà. 55. Chiều bay là 55, rồi chiều cao nhiêu? Nó dao động khoảng 20 cho tới 30 cả nhà. 30. Cây này là rắn trên rắn dưới luôn nè. Là sao? Đây chỗ hình ta. À, cái nhánh này đây hả? À đây cả nhà ơi. Nó lắc lắc hình con rắn ha, còn cái đế cũng là hình con rắn luôn. Đây, cái đế thì cả nhà hình con rắn hen. Vậy là cái lô này là mình có hình con rắn nè, rồi hình bính với dạ, lại bính, bí. Bệ bí cũng có nha cả nhà. Dạ. Rồi gốc này là mã số 10 là 250 bao ship nha. Rồi gốc này có chừng ngón tay trỏ của em nha cả nhà. Mã này là mã số 10 nha. Đây, đó, rắn trên rắn dưới luôn hả thiệt ha. Rồi tiếp theo là mã số 11 ha, vẫn là cái số mình lại ha, hàng đế bính. Cái này em sửa dáng quái ha. Cái dáng cái dáng này kiểu như nó lùa lùa qua bên đây hết cả nhà. Mình sửa dáng gì rồi gọi là dáng quái đi hắn nha thiệt hắn. Tùy theo mọi người đặt tên gì cũng đặt tên sao đặt ha. Rồi kiểu như là có duyên thì mình cứ sở hữu cái này hắn cái nha. Gốc này cho anh xin thông số đi em, mã số 11 nha cái nha, cũng là bình lợi luôn. Chiều bay của nó là được 48. Chiều bay 48. Chiều cao của nó là được 25. Rồi chiều cao là 25. Gốc này cũng có chừng ngón tay trỏ, ngón tay giữa hắn cái nha. Rồi cái này là hàng bính nè. Bên đây thì kiểu như là mình để vậy nó mấy em đây hang thiệt, mấy em đây mình nhìn mình thấy được cái bộ đế nè hang. Yeah. Ừ. Còn những mấy góc kia là mình phải sâu từ trên xuống dưới mới thấy bộ đế, còn cái này cả nhà. Đó, góc này thì mình thấy bộ đế, thấy được cái bộ cành tàn của nó luôn ha. Góc này là nhiêu em? Dạ 250. 250 bao ship nha cả nhà. Wow. Quái hàng góc này mà mã số 11 nha cả nhà, có góc này quái nè, là lạ nè ha. Mã số 12 vẫn là cây siêu bông bình lợi, hàng cây này đế bí. À, đế bí. Rồi, cho anh xin thông số cây này đi. Cây chiều bay nó được 45 nè. Rồi, chiều bay là 45. Chiều cao nó được 20. Ừ. Rồi, góc này có chừng ngón tay danh của em á cả nhà. Này là đế bí nha. Đây, trái bí nè, nổi lên nè. Thì như mấy cái này mình về mình nuôi, cái mình khai thác thêm cho nó lòi đế. Để luôn, hoặc là trồng xuống đất luôn, âm đất, có thể là làm lấy lược đế nơm luôn á. À, để nó còn ăn dài xuống đây phải không em? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi, góc này là mình vô lâu dài cho lấy lược luôn phần đế nơm luôn, mà lấy cái tên phần bay nữa. À. Wow. Chơi chân dài luôn. Dạ. Chơi chân dài mà bay ở trên luôn, chân dài tay dài luôn hết cả nhà. Góc này là mã số 12 là 250. 250.000 bao ship nha. Siêu bông bình lợi nha cả nhà. 13 là một cây siêu bông bình lợi đế bí. Mã số 13 nha cả nhà, bình lợi đế bí. Rồi, cho anh xin một vòng luôn thông số luôn đi. Ừ. Đây. Đó. Mình ghép có một chục ghép thôi cả nhà, mà nó cũng tròn ở trên hết thiệt ha. Dạ. Ừ. Rồi đo giùm anh đi. Chiều bay cả nhà. Chiều bay của nó là được 45. Chiều bay là 45. Chiều cao nó được 23. 23 chiều cao. Góc này có chừng ngón tay danh của em hết cả nhà. Có chừng ngón tay danh của em, nhỏ hơn cái đầu 10 cái nhỏ hơn cái đầu nhỏ bút lông xíu cả nhà. Rồi cái này là bí, mình giao lưu giá nhiêu em? Dạ 250. 250 ngàn bao ship nha cả nhà. Gọi luôn cái chậu này. Chậu này cao cũng khoảng chừng 25 cm cả nhà. Này chậu này là chiều cao 25 nè. Ừ, chậu này là 25 nè cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo mã số 13 nha, 250 bao ship. Rồi, tiếp theo là mã số 14 ha, một cây đế bính. Đế bính nha cả nhà. Thằng lớn, cột lớn luôn nè. Rồi cái gốc nè cả nhà. Coi chừng cái tay trỏ của em á, cái cốt cũng mập cốt lắm nha. Rồi, cho anh xin thông số cây này đi. Rồi, cây này chiều bay hết dây của nó là được 60. 60 cả nhà. Nó ngang của nó được 45. À. Wow. Chiều cao nó của nó là được 45. Gốc này là mã số 14, mình giao lưu là 300.000 bao ship. Số 300. 300. Rồi, hàng này là Tết cho bông rất là ok nha cả nhà. Wow. Sửa gắn quái quá thật, quá thật quái. Quá thật quái. Không có bị đập khuôn hay mấy cái kiểu này lạ lạ và dựng sáng chế ra nè. À, ngày mai này là mã 14 nha cả nhà. Mã số 14 siêu bông bình lợi 300.000 bao ship. Rồi, mã số 15 là một cây đế rắn ha. Cây này tiếp tục là hàng bay ha. Hàng bay quái ha.
Cây này bay cũng hơi xa nha cả nhà. Rồi đo giùm anh luôn đi Thiện ơi. Đo mình cái chiều bay luôn. Cây này bay nó tới 70 lận. Cái này mà kéo thẳng ra chắc thước đó anh Thiện ha. Dạ. Hơn đó anh. Cái lần gặp lại mà còn 70 á. Ghê thiệt chứ. Rồi. Chiều cao nhiêu? Chiều cao nó 25. Chiều cao là 25. Rồi, để em gọi cái góc cho cả nhà mình xem. Hình con rắn nè cả nhà. Cái góc này có chừng ngón tay danh của em nha. Có chừng ngón tay danh của em. Nói chung là em quay sao cái cây sao thì nhà vườn sẽ gửi cái cây y chang như vậy cả nhà, cái mã số mà cả nhà. Dạ, mình gửi y chang. Chọn cây nào em gửi cây đó. Rồi cả nhà mình kiểm tra hàng rồi hãy thanh toán nha, có vấn đề gì, cây có vấn đề gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giùm em, nhà vườn mình xử lý ha. Mã này là mã 15, mình giao lưu giá là 250, nhà vườn bao ship toàn quốc. Rồi mã số 16 là cây nhị ngọc toàn ha. Cây nhị này ngọc ghép toàn. 3 bơ. Mình ghép được 3 chọt nhị ngọc toàn mã xanh của nó là được 9. Rồi, mình ghép góc vườn nha. Hoành là 9, cho anh xin thông số chiều cao cái tán ngang luôn. Cái này mình ghép được 30 ghép ở trên đầu hết cả nhà. Chiều cao nó là được 44. Chiều cao 44 nè. Dài hết dây nó được 55 nè. Rồi, nhị ngọc toàn giống như cả nhà cũng đã biết á. Lấy được 1 số bo và bấm chặn là nó đang lên xương. Nó đang đi chèm đó em. Nó đang đi cái dàn xương nè cả nhà. Thì giống như cả nhà cũng đã biết thì cái nhị ngọc toàn nó có tối đa 3 cái mặt hoa hả cả nhà. Thì cái mặt hoa phổ biến là cái mặt hoa cái màu kem kem, nó có một cái viền, có cái viền vàng vàng ở ở trong cái cánh hả cả nhà. Góc này mình giao lưu với giá là 250. Cái này mình ghép được bao lâu rồi Thiện? Dạ cái này ghép được khoảng 3 tháng. À 3 tháng nha cả nhà. Tiếp tục một cây cúc hoa hồng Thanh Tú hàng ghép góc vườn, cây này ghép 3 bo hàng đôn. À hàng đôn. Mình ghép hồng mùa rồi hả cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi hoành của nó là được quanh của nó là mình được 10 anh. Quanh là 10. Rồi góc này mình chơi bonsai mình đôn sát sát mình chơi lùng lực cũng rồi, đẹp nha cả nhà. Chiều cao của nó là được 28. Chiều cao 28, tán ngang nó được 30. Rồi, góc này giao lưu giá là 150 bao ship. 150 thôi ha. Dạ. Cúc hoa hồng Thanh Tú những cái nhà cái đọt nó đỏ đỏ nè cả nhà. Cái bông nó hàng cúc bông dễ thương lắm nha. Mà chơi lá không cũng đủ tiền. Bông nó nhìn dễ thương cả nhà. Ủa cái lá nó cũng nhìn cũng đẹp ha cả nhà ha. Rồi tiếp tục là cây giảo tự xoắn ha, cây này em ghép 3 mắt bo ha. Giảo tự xoắn công ha, nó nhiều gì để cho nó nuôi cho già xuống nó sủ xuống đấy. Nó rủ xuống hay em. Thay vào cái chậu đẹp đó là chơi hết sảy luôn. Rồi, nè giảo tự xoắn. Tự xoắn kẹo nếp kẹo nồi nồi trong này. Rồi rồi. Rồi góc này cho anh xin thông số cây này đi em, mã số 18 ha em. 18. Mã số 18. Rồi giảo hoành nó được 11 á. Hoành là 11. Mình cắt cao cái, của nó được 30. Mình cắt cái cây phôi cao vậy nè, cái nhà cho nó rủ xuống ha. Những cái cây phôi mà lắc lắc vậy cái nhà. Cái nhà mình ghép cho tự sống là đúng bài rồi Thiện Thiện ha. Dạ. Góc này mình giao lưu giá là nhiêu? Cây này giao lưu giá là 150 bao ship luôn. 150. 150 bao ship cho mã số 18 giảo tự sống nha cả nhà. Mã số 19 là cây cúc quyền bảo trang ha, hàng giống mới ha. Cúc quyền bảo trang cả nhà. Cây này ghép được 3 bo. Cây này mình ghép 3 chột. Cái tàn này, này giống bao mạnh luôn á. Ôi nó cũng mau lớn quá Thiện ha. Rồi cho anh xin thông số cây này đi em. Mình ghép 30. Chiều cao của nó là được 40. Chiều cao dài hết dây của nó là được 60. Cúc quyền bảo trang đó nha. Rồi cái hoành gốc như em. Đồ mạnh cái hoành ha. Hoành gốc này đây là được 13. Hoành là 13. Mình giao lưu giá là 250 ha em. 250. Rồi 250 cúc quyền bảo trang. Mã số 19. Ừ. Tiếp theo là mã số 20 vẫn là cây cúc quyền bảo trang ha. Qua trời cái tàn luôn. Vì lấy bo thoải mái luôn. Cây này chiều dài của nó là được 70 nè. 70 chiều dài luôn. Chiều cao chắc nó nhằm khi nó thấp hơn chiều 55 dài. 55 nè. 55 à. Quả góc này mình ghép được 4 chục. Giống này nó tốt khủng khiếp. Nó màu lớn như thiệt hả? Dạ. Nó đi vàng xương nè cả nhà. Wow. Không bỏ cái xương nào luôn. Mình chưa có bấm gì mà nó đi vậy nè. Ghê không? Rồi hoành như em. Góc này là mã số 20 cả nhà. Rồi hoành của nó là được 13. Hoành là 13. Mình giao lưu với giá là 250 luôn. 250. Quyền bảo trang hàng cúc nha cả nhà. Cái đế quái nè. Nó bỏ cái chân. Đế nó cũng quái, góc vườn mình cũng có đế nè cả nhà. Ôi góc này mà Thiện ghép tới 40 ghép luôn. Cái này ghép chắc 2 chột cũng tọt hay Thiện ha. Dạ. Giống quá trời mạnh. Nó đi quá chừng chèo luôn nè cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo mã này là mã số 20 nha cả nhà. 250. 250 cúc quyền bảo trang. Rồi, tiếp theo là mã số 21, cây sứ bông bình lợi hàng góc vườn ha. Rồi, mình ghép góc vườn. Rồi. Chiều dài chiều ngang của nó là được 60 đi. Cái chiều rộng nhất của nó này cả nhà. Được 70. Cái này mình cũng làm cái dáng nó bay bay xíu nè cả nhà. Rồi chiều cao như. Rồi, chiều cao được 40. Rồi. Hoành gốc ngang đây của nó là được 15 nè. Bình lợi này thì non mùa hơn những cái mã số hồi nãy hắn Thiện ha. Dạ. Với lại mình ghép góc vườn. Rồi góc này mình giao lưu giá là nhiêu? Cây này giao lưu giá là 350. 350. Góc này thì mình ghép được 4 cũng 4 chột nha cả nhà. Mình ghép vô đầu nè, 40 ghép nè. Rồi.
Nói chung là cái này cả nhà mình về mình cứ bấm là Tết này nó cũng nhặt tàn lắm hắn Thiện ha. Hàng này có Tết rồi bấm lại là Tết có bông luôn. Ừ, gốc này mình giao lưu là 350 nha cả nhà, mã này là mã số 21 nha. Đây, cây mình nhớ gốc vườn. Rồi, tiếp tục là mã số 22 là một cặp siêu nụ hàng 3 mùa ha, liền gốc quá trời xem xe. Dảo siêu nụ hàng 3 mùa. Rồi, để anh quay cái gốc. Cái gốc này có chừng nha, gốc này có chừng nè. Có chừng em muốn tay cái của em đó nha. Còn cái chột này mập nha, chột này bự hơn cái bút bi nha. Gần liền luôn rồi. Ừ. 3 mùa hả thiệt. Dạ. Hàng mây mây đôn nha cả nhà. Gốc này. Còn gốc này bự hơn gốc bên kia nè. Giờ cái luôn. Đế cũ quá thiệt. Dạ đúng rồi. Ừ. Cho anh xin thông số cây này đi em. Mã số này là mã số 22. 22 cặp siêu nụ. Cao nó là được 50 nè. Rồi nó đập bi luôn ha. Dạ. Rồi chiều ngang cỡ đi. Cây nó là được 40. Rồi cỡ luôn ha em. Dạ đúng rồi. Rồi cặp này mình vô lưu giá là nhiêu thiệt? Cặp này giá 350 bao ship luôn. 350 một cặp bao ship. Trời, cái tàng này gì là bao nụ luôn á. Bao chơi Tết nha cái nhà, hàng 3 mùa mà cái nhà. Nói chung hàng mùa mấy, 2 mùa là mình chơi Tết cũng rất là ngon rồi. Con này là 3 tới 3 mùa. Đó, một cặp siêu nụ. Rồi tiếp tục là mã số 23, cây giảo đa phúc. Giảo đa phúc. Rồi mai đôn nha cái nhà. Dạ, hàng đôn. Mình ghé cục vườn. Hoành nó như? Hoành nó 18. Hoành là 18. Là 18. Rồi ngay chỗ đó là 18. Rồi máy đôn nè cái nhà, cho anh xin thông số chiều cao tán ngang đi. Cái này mình ghép 4 chột đi cái nhà, mắt đôn nè cái nhà. Rồi tán ngang của nó là được 43. Rồi tán ngang 43. Chiều cao nó là được 45. Chiều cao là 45. Đây cái nhà này, để em quay một vòng cái nhà mình xem. Thấu nằm ha. Rồi mã số 23 mình cho luôn là 500 ha. Dạ 500. Rồi cái này là 500 ngàn bao ship. Cái chột này nè cái nhà, để em quay cái chột cái nhà mình xem. Đây cái nhà, mình ghép vào chỗ này nè. Cái chột nhỏ nhất chứ cũng cỡ cây bút bi cái nhà ha. 4 chột luôn. Rồi gốc này là mã số 25 mình giao lưu là 300.000 bao ship nha, giảo đa phúc. Rồi tiếp tục là mã số 24 là có 4 cây ha, 2 cây họ hương, 2 cây cúc hoa hồng, hàng này hàng ghép mùa rưỡi 2 mùa ha. Rồi. Này là mình có được 2 giống ở nhà, 2 cây thọ hương với lại 2 cây cúc hoa hồng. Cái đế thì hàng gốc nhớt đế. Hàng gốc nhớt thì nói chung hàng gốc nhớt thì nhà vườn của bạn Thiện thì bao đế từng cây thôi cả nhà. À, đế bí nè. Rồi gốc bên đây đế gì đây em? Này cũng bí. Bí luôn ha, bí bên đó cái nhà. Hoành có chừng bự hơn cái bút bi. Cái này cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Ừ. Rồi cái này cúc thọ hương cũng vẫn là bí nhưng mà còn ở dưới nha. À nó nằm ở dưới. Rồi còn gốc này thì có chừng cái ngón tay út của em, 4 cây, 2 giống. Cây này cúc hoa hồng. Ừ, 2 cây hoa hồng, 2 cây thọ hương. Rồi 4 cây 300 em bao ship. Rồi chiều cao khoảng chừng nhiêu, đo thử giùm anh một cây đi. Rồi chiều cao nó được 35 à. 35 rồi, 4 cây nó cũng cỡ cỡ nhau á cả nhà. Mã này là mã 24, 4 cây về mình giao lưu là 300.000 bao ship ha em ha. Dạ. Ừ, 2 giống nha cả nhà. Rồi tiếp tục là mã 25 là một cây giảo đa phúc và một cây giảo siêu nụ. Cây đa phúc với lại một cây siêu nụ. Rồi. Đa phúc là hàng cũ. Cây bên trái là hàng đa phúc nè cả nhà. Cái gốc này để cây gốc này có chừng ngón tay em ngón tay trỏ của em đi ha thì. Ừ. Còn cây bên đây thì nhỏ hơn nha cả nhà. Dạ, nhưng mà cây cũ nè. Ừ. Đó, cái cũ nó đế nó lồi lên nè. Cái này cả nhà mình về mình thay cái chậu cho sầm sầm cái đế lên là đẹp. Hoành cũ nó là được 23 luôn nè. Hoành cũ là 23 cái bí hết cả nhà. Rồi chiều cao này là giả siêu nụ. Ừ, chiều cao nhiêu em? Đo mình đi. Chiều cao của mình đo cây đa phúc chiều cái cao nhà. Là được 40. Chiều cao nhiêu? 40 hả? 40. À, chiều cao khoảng chừng 40. Rồi, gốc này mình giao lưu giá là 200 ngàn. Giá 200. 200 ngàn, mã số 25 là 2 cây hết cả nhà. Dạ, 2 cây bao ship. Rồi. Mã số 26 cả nhà ơi, mã số 26 là một cây giỏ siêu nụ nè. Hoành của nó là được 15 nè. Hoành là 15, rồi. Cây mình ghép gấp vườn, mình ghép được 3 chột. 3 chột hàng đôn. Quá tại giờ là bắt đầu nó đi rồi nè. Rồi cho anh xin cái chiều cao đi. Những hàng đôn là hàng mình chưa Tết rồi mình chuẩn bông nữa nha. Chiều cao là được 40, tán ngang được 40 luôn. Cái chột này để anh quay thử cây, cái chột này có chừng nhỏ hơn cây bút bi. Còn mấy chột kia thì nó bự hơn, có chột nhỏ hơn cả nhà. Gốc này mình vô luôn như. Rồi, cái này giao lưu giá 300. 300 ngàn bao ship cho mã số 26 cả nhà, dạo siêu nụ nha. Mã số 27 là cây cúc thọ hương cẩm thạch, hàng già mùa hàng đôn ha. Cúc thọ hương cẩm thạch, hàng đôn, đã vô dây chỉnh sửa luôn. Rồi, này chiều cao của nó là được 50. Rồi. Tán ngang của nó là được 50, 60. Rồi, gốc này mình ghép được 3 chột nha cả nhà. Rồi, đo dùm anh cái hoành thân luôn nha. Mã này là mã 20. Hoành thân của nó là được 15 đi. Rồi. Hàng này giống thú, quái quái đó. Nó cũng quái quái cái đế nè cả nhà. Gốc này mình giao lưu giá là 350. Dạ, 350. Mã số 27 cả nhà. Cái này là cúc thọ hương lá cẩm thạch nè. Tết mình có thể mình chơi bông, còn bình thường mình có thể mình chơi được cái lá của nó luôn nha. Mã số 28 là cây siêu bông Sài Gòn hàng đôn ha. Siêu bông Sài Gòn. Rồi, đó mình chiều cao. Cao nó là được 40 nè. Tán ngang có được 40 luôn. Rồi, chiều cao 40 tán ngang 40 cái hoành như em. Cây này mình ghép được 2 chột nè cả nhà. Cái này hoành của nó là được 11. Hoành 11, ghép gốc vườn nha. Gốc này mình giao lưu giá nhiêu em? Cái này giao lưu giá 200.
200.000 bao ship nha cả nhà. Mã này là mã số 28 nha cả nhà ơi, siêu bông Sài Gòn. Mã số 29 là cây siêu bông Bình Lợi ha. Mã số 29 cả nhà ơi, siêu bông Bình Lợi. Nó là được 41. 41 chiều cao. Bán ngang được 39. Ừ. Hoành này chắc cũng cỡ cỡ bên kia. 13. Ừ. Rồi cho anh xin một vòng luôn đế cũ á cả nhà. Góc này mình giao lưu giá là 2 bo. Như cây này giao lưu giá 250. 250. 250 bao ship nha cả nhà. Cây này mình ghét cũng được 2 chọc luôn nha. Ok, mã 30 là cây cúc tư long. Cúc tư long. Cúc tư long là được 12. Hoành là 12. Chiều cao nó là được 45. Rồi. Tán ngang nó được 38. Tán ngang 38. Rồi, cây này giao lưu giá 250. 250 cho mã số 30 nha cả nhà. Cúc tư long nha cả nhà. Cúc tư long. Mã này cây này mình ghép được 2 chọc nha. Đây cả nhà. 3 chọc. 3 chọc ha. À 3 chọc, 3 chọc ghép lên cả nhà. Ừ. Có clip xin kính mong mà mọi người xem hết clip và ủng hộ dùng nhà vườn em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.